Phương tiện khai thị tất cả các biện tài, tất cả pháp biện tài, tùy theo can tánh và hiểu muốn của họ. Dùng đủ thứ pháp môn nói bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha Tu Đa La kinh điển. Ban đầu giữa sau đều lành, thảy đều rốt ráo. Đó là pháp môn phương tiện khéo léo thứ 8. 9. Tất cả chư Phật trụ tịnh pháp giới. Biết tất cả pháp vốn không có danh từ, pháp là không tịch, cho nên cũng chẳng có một danh từ. Không có tên quá khứ, cũng không có tên hiện tại, cũng không có tên vị lai, cũng không có tên chúng sinh, cũng không có tên cõi nước, cũng không có tên chẳng phải tên cõi nước, cũng không có tên pháp, cũng không có tên chẳng phải tên pháp, cũng không có tên công đức, cũng không có tên không phải tên công đức, cũng không có tên Bồ Tát, cũng không có tên Phật, cũng không có tên số, cũng không có tên chẳng phải tên số, cũng không có tên sinh, cũng không có tên diệt, cũng không có tên có, cũng không có tên không, cũng không có tên một, cũng không có tên đủ thứ. Tại sao? Vì thể tánh các pháp bất khả thuyết, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, chẳng có gì để nói. Tất cả các pháp không có phương hướng, không có xứ sở, không thể tập lại với nhau để nói, không thể phân ra để nói, căn bản nó không có gì. Không thể nói pháp là một thứ, không thể nói pháp là nhiều thứ. Hết thảy âm thanh đều hình dung ra chẳng được, lời nói đều dứt. Tùy đủ thứ lời nói thế tục, nhưng không có phan duyên, cũng không có tạo tác, xa liệt tất cả tưởng hư vọng chấp trước, cho giáo đến nơi bờ kia. Đó là pháp môn phương tiện khéo léo thứ 9. 10. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn tánh tịch tĩnh, vì nó không sinh nên không sắc uẩn, không có hí loạn nên cũng chẳng có thọ uẩn, không có tên số nên chẳng có tưởng uẩn, không có tạo tác nên chẳng có hành uẩn, không chấp lấy nên cũng chẳng có thức uẩn, không vào xứ nên cũng chẳng có một xứ, cũng chẳng phải 12 xứ, không chỗ được nên chẳng phải 18 giới, cũng chẳng hoại tất cả các pháp bổn tánh không khỏi vì như hư không, tất cả các pháp thảy đều không tịch, không có nghiệp quả, cũng không có tu tập, cũng không thành tựu, cũng không sinh ra, chẳng có số một, cũng chẳng phải không có số một, chẳng có cũng chẳng không, chẳng sinh cũng chẳng diệt, chẳng dơ cũng chẳng sạch, chẳng vào cũng chẳng ra, chẳng trụ cũng chẳng phải không trụ, chẳng điều phục cũng chẳng phải không điều phục, chẳng chúng sinh cũng chẳng phải không chúng sinh, chẳng có thọ mạng cũng chẳng phải không có thọ mạng, chẳng thuộc về nhân duyên cũng chẳng phải không có nhân duyên, mà biết rõ chánh định, tà định và bất định tụ. Tất cả chúng sinh vì nói diệu pháp khiến cho đến nơi niết bàn bởi bên kia, thành tựu 10 lực 4 vô sở ý của Phật, hay làm sư tử hống đủ nhất thiết trí trụ cảnh giới của Phật, đó là pháp môn phương tiện khéo léo thứ 10. Phật tử, đó là 10 pháp phương tiện khéo léo thành tựu của chư Phật.